Thưa quý vị, thời gian gần đây, gạo ST25 được vinh danh là giống gạo ngon nhất thế giới, bị mạo danh làm giả và xuất hiện tràn lan trên thị trường trong nước. Cha đẻ của gạo ST25, tiến sĩ Hồ Quang Cua đã phải lên tiếng khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng để tránh mua phải gạo giả. Tại chợ Bà Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, gạo gắn mác đặc sản Sóc Trăng được nhiều sạp gạo bán với giá 25.000 đồng một ký, cao hơn nhiều loại gạo khác. Thế nhưng hai chữ Sóc Trăng chỉ là tiện tay chủ sạp ghi, còn nguồn gốc xuất xứ thật của gạo thì khá mập mờ. Có hàng còn nhận luôn đây là gạo ST25 đang nổi như cồn sau khi được vinh danh gạo ngon nhất thế giới. Hàng Campuchia qua đó. Sao mình lại để cái bảng Sóc Trăng? Thì cái bảng hiệu chỉ đã vé rồi, thì phải đặt trưng cái hàng lên thôi. Ở gần đây thì mọi người có nói là cái gạo ST Sóc Trăng ấy, gạo ST25 là gạo ngon nhất thế giới. Nó là hàng nó đó. Thực tế, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 2 cửa hàng bán gạo ST25 chính hãng cho doanh nghiệp gia đình tiến sĩ Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ST25 cung cấp từ Sóc Trăng với sản lượng rất giới hạn, chỉ khoảng 1 tấn một ngày. Những ngày gần đây, gạo ST25 luôn cháy hàng. Đây là điều khiến cho nhiều nơi mạo danh làm giả gạo ST25 để câu khách. Chỉ có 3 ngày sau khi công báo đoạt giải là tại thành phố Hồ Chí Minh đã có gạo giả rồi. Mà thậm chí là họ còn ghi lấy cái bao bì của họ, họ đóng nhãn mác ST25, trong khi chúng tôi chưa có cung ứng giống cho thị trường, chưa có đưa thóc hoặc là gạo rời ra thị trường. Do vậy đây là một hàng giả 100%. Để phân biệt được gạo ST thật giả, người tiêu dùng có thể căn cứ vào bao bì, nhận diện thương hiệu, cách đóng gói của gạo ST25 cũng như chất lượng thực sự của gạo khi được nấu lên. Và quan trọng nhất chính là việc mua đúng địa chỉ được cung cấp gạo chính hãng. Khi nấu cơm thì cái độ có cái mùi rất là thơm, độ dẻo, ngọt cơm và nó có cái sự dẻo rời hạt so với các sự dẻo của các sản phẩm gạo khác. Có nhái hàng giả là gạo T25 mà tôi phải đến đây đúng cái hiệu này tôi mới mua. Tình trạng gạo nhái thương hiệu, loạn thương hiệu gạo, tràn lan gạo đặc sản trên thị trường đã có từ lâu nay. Từ việc gạo ST25 bị mạo danh cho thấy cần có quy chuẩn chặt chẽ hơn trong việc quản lý, công bố sử dụng thương hiệu gạo. Đồng thời, người tiêu dùng cũng cần lựa chọn các nhà sản xuất, nhà cung cấp có uy tín để tránh bị thiệt hại do gạo giả.